sinh tố đó, nó xay đá, xay ảnh rồi cho tí sữa vô, ngon lắm. Nhưng mà bởi vì cái sinh tố mà nó bự quá, bỏ được vô dính, thật ra có mình nghèo thôi. Hồi xưa nhớ vậy, cái hồi nhớ bởi vậy cho nên nó có người nó có cái giờ rồi nghĩ lại mình khi mình cũng có cái chút phước là tại lòng thì không có nghĩ cho riêng mình. Hồi đó biết bao nhiêu đồ ngon đồ bổ mà rồi đâu có ăn uống gì đâu, phải ăn giờ ăn mập dữ nữa đó. Rồi, tại không ăn mà như không ăn đó, hồi đó là ở Sài Gòn á. Sao cái ảnh thầy chụp với ông sư phụ thầy đó, thế sao thầy gầy ngon mà gầy cơ nóng á? Bởi vì nó mập là không phải mập mập ăn mà nó mập rồi, mập, mập bệnh ăn, mập gì? Nó bệnh hôm rồi ai nói bác sĩ nào coi nó giờ trò mà thở không khí không nó cũng mập nữa đó, là nó sự thật nó như vậy đó, không biết nó phải mập ăn đâu á. Như một ngày đằng này đâu bao giờ ăn ăn quá ba chén cơm đâu, mà với cái sức này nè, ông đừng so với ông sức này mà ăn một lần ăn có nhiều nhiều vị cỡ tuổi này ăn có tô gì không thấy gì không thấy không. Nhưng nguyên ngày hôm qua là ăn rau không thì tập nguyên ngày hôm qua là dứt khoát nha, tới buổi chiều nó thôi giờ phải muốn nấu cơm ăn nước tương không cũng được, nhưng mà nó không không được dứt khoát không được không nha, cỡ gì cỡ không được ăn dứt khoát vậy tối uống nước xong ngủ mà thôi. Nó thì thầy phải để xuống thế nào hả? Thầy có cân không? Có hình như trong nhà thì có cân mà. Nhưng mà không phải nó vậy là nó cũng mệt chứ đi đứng nó khó khăn lắm, nhưng mà phải ráng đó chứ. Con nghĩ thầy phải xuống cân mới phải, tại vì ăn uống kiểu như này này làm việc nó như vậy mà. Thì chắc cũng có thể không, mùa này thì nghĩ nó xuống rồi, nhưng mà ông nghĩ uống nước bây giờ tính ra bây giờ, mùa đông á một ngày nấu một ấm nước à. Bây giờ hai ấm nước mà không đủ mà mai là uống nước gì? Uống nước lạnh nhé hả? Thầy uống nước nấu không? Nước nấu không chứ đâu, nước lạnh thì chỉ bị nổi cái tiền hà, tiền không thấy tôi nấu không thấy không mà vậy đó, mà sao rồi nó cũng nó bởi chắc mập sợ nó nhiều nước quá cho nên ha, yêu cầu bây giờ mà ra cái là mồ hôi vuốt kìa nè, mà chị không nổi ra nhiều mồ hôi quá thì nó cũng mệt đấy không, thôi kệ đi bây giờ yêu cầu khỏe được rồi chứ giờ kệ nó bệ vệ chút. Ừ, nhưng thầy mà thầy cứ uống cái gì đi, uống nước sườn đi, uống nước lọc rồi đi, thì nó chưa 24 chai nhà con bằng thân con uống đó, đồng 6, đồng 7. Nếu mà nó chưa chắc gì nó sạch hơn nước tôi nấu, thôi kệ nó này nấu à. Nó quen rồi. Sao cái nước không tin nó dơ hơn nhiều thầy. Nó quen rồi, sáng ngủ dậy là nấu nước trước cái đã, nấu gì nấu quen rồi. Quen rồi, thì lấy đồ nước này vô nấu. Cái cũng là một cái giống như cái gì đó vậy, nó trở thành cái thói quen. Tại vì ngày xưa sống với thầy tổ cũng vậy đó. Sáng ngủ dậy là lo bó cấp nước cho thầy trước đi, tính thì tính. Dạ. Nó quen. Nó là nó cũng vậy. Để uống này nó đỡ chứ con nói thật kìa, cái nước phong tin nó đầy bán chất chemical rồi đó, con nói thầy nghe để khi, khi nấu nó bay lên, nó bay lên nhưng mà không bằng cái này nó lọc chất cho thầy. Cái nhưng mà hồi đó cái cô giáo, cái có cái bà cô giáo mà dạy là tiếng Anh, bà là người Mỹ ở đây sống từ Nhật Bằng Mỹ mà thì những người ta ở đây rồi mà bà không bao giờ uống nước chai này, mà bà lại bà hứng dồi uống mà nó thà vậy đó, nhưng mà cái chất cái đó nó vô nó sẽ tẩy cái gì đó mà không có tốt hơn cái nước chai này nữa. Thì mỗi người có cái học gì đó không biết, mà bà là giáo sư mà bà dạy giống như bà hết dạy bà buồn, bà xin lại rồi bà dạy, mà thực nghiệp mình học mà không có người thông dịch thì bà nói học không có được. Tại hồi xưa đã từng học tiếng Anh thì ví dụ viết cái chữ tôi thì bên đây chữ ai thì mình còn hiểu, còn giờ viết không mà nói không nhưng cũng khó học thật. Chứ không phải là nào không được, nhưng mà nó khó là học, thay đừng học cái kia đi. Ông thấy ví dụ như ta nói á, ở Việt Nam á, đừng biết lái xe qua đây dễ hơn, phải không? Qua đây học lái xe dễ đậu, bởi Việt Nam biết lái xe rồi qua đây thi có khi 7-8 lần không đậu á. Thà đừng biết gì, thành ra cho nên bà dạy tội nghiệp á, bà đi bộ bà dạy mà cứ bà năn nỉ cho bà dạy đó, và đi cứu người cho bà dạy đó, mà đừng có đâu tháng mấy 2 tháng rồi thôi. Bởi vì bà cứ bà nói bà viết rồi bà biểu mình phát âm thì dạ. không hiểu. Không hiểu ý nghĩa đấy, không nhớ nổi. Nên cái thôi kệ đi, giờ tới đây thì nửa đời hơn tính. Nửa đời hơn tính mà giờ cái gì nó cũng lỡ làng hết rồi. Không sao, tại cái yên trí như vậy. Dạ thì bởi vậy cho nên đừng đòi hỏi cái gì thêm. Đòi hỏi nó thật dạ, sự. Dạ đủ rồi thầy. Thầy nghĩ này, ê, qua nói chuyện với Phật tử chắc lần này chắc nhận nó làm con nuôi nữa, tại vì nó có thầy rồi, nhỏ bên canh sát đó,
nó nhớ nhắc nay rác rước nó dùng bây giờ đó 2 giờ mấy gì đó. Dạ thì anh tôi rồi tội nghiệp anh nói ngày nào cũng vậy, giờ luôn con vợ nó đạo Chúa mà nó cũng hoan hỷ nữa, nó nói con không sợ thầy cứ nói tên con cũng không sợ, nó con là tụi con là sống Mỹ thầy, tụi con là làm việc lớn lên tại Mỹ bằng cấp Mỹ cho nên tụi con sống rất là rõ ràng, cái nào nó ra cái đó, thành ra thầy cũng sợ, con không sợ ai, thầy có hài tới tên con cũng không sợ nữa. Nó nói vậy bởi vì con rõ ràng con không, thầy không có lợi dụng con mà đó là tấm lòng của con, ví dụ như là tụi con kính thầy, con nghe pháp thầy vợ chồng con thấy nó vui, vợ con nó đậu Chúa mà nó cũng vui, vợ nó đậu Chúa mà nó cũng nói kỳ này nó có vợ nó qua, có mình nói giờ anh qua trước đi rồi kỳ sau là vợ chồng qua thăm thầy, nói hai vợ chồng con mừng lắm, làm ăn đứa nào cũng làm ra tiền hết trơn, vợ nó làm make up ở nhà đó mà khách đặt không nghỉ luôn nha. Thế là một lúc nhà nó làm nó không máy bay thì là nói bây giờ thôi thì thầy cũng biết nói sao, tụi con nói vậy thầy cảm ơn bởi vì mình thương thầy nó, là tại nó mới 31 hè thì ra cần tụi con mình được đẻ nó được rồi mà thôi ráng bây giờ biết nói làm sao. Nó giờ qua mấy hôm con về coi công việc nó làm sao thì vậy đó, cái gì á tụi con lo thế nào thì giờ làm gì lo được thì cứ lo, còn mà cái sư phụ không có xin thầy không có xin xỏ gì, thầy không có kêu gọi hết trơn á, nhưng mà bây giờ thí dụ như con muốn xây dựng cái gì mà nếu khả năng con phụ con bỏ bao nhiêu ra thì con bỏ, còn ví dụ như giờ như thầy nó muốn lập cái phòng nó cho nó rồi thì cũng nói nó vậy đó, cái nào mượn là cho mượn, là mượn đây sau này cái dính được cái hội lấy tiền nó ra trả thì con cũng nằm trong hội luôn, chứ giờ thầy mình thầy xây dựng chi nữa tùm lum, nếu mà không có tụi con không có Phật tử đồ tới thì thật sự nhiêu đây nè, sáng mà ngày nay thứ hai ngày rảnh á mà 5 giờ dậy là nấu nước rồi kia mà không biết dọn tới 8 giờ 8:30 chạy vô trả lời, bây giờ thêm ngày thứ hai là vấn đáp cho Phật tử hỏi nữa, rồi 9:30 xong chạy ra biết làm cho tới 12 giờ mới ăn cơm. Cái nhà có ba lớn vậy thôi đó, thấy không, phải thứ hai rồi phải dẹp mấy trái cây, rồi phải tưới bông, rồi phải nó phải cái bàn thờ nó phải lao, rồi xong nó bụi trong nhà nó kính giùm, nó bụi quá trời bụi, ý là không có lao cực mấy cái kẹt cửa sổ mà nó thời gian nó vậy đó, rồi cái thấy cái đồ tưới nó bị giống như mình tưới cái nó nhiễu cái trong cây tay cầm á, cái nó rớt là ướt đôi vớ hoài, nó cảm hoài đó. Thôi hôm qua mấy cô thấy dọn mặt thầu có thấy mấy cô để mấy chục cái sách cái xe sách xe 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 leo lên cái đó cho nó thấy nó chạy ra cái thay đồ lên xe xe cái thay đồ cho nó xong nó leo lên xe, giờ nó biết rồi, nó leo lên cái hai cái giò nó bỏ hút hết rồi nè, hôm trước nó biết nó chạy xuống giờ biết rồi, chạy xuống là bỏ không cho đi rồi giờ biết rồi, cái thải nó leo lên chạy ra tới cái chỗ thì mới thấy cái ông nó không để cái bảng là ông nghỉ ngày chủ nhật ngày thứ hai, còn hàng ngày là ông bán đồ là từ 6 AM là 6 giờ sáng phải không? Dạ. Cho tới 8 AM. Không, 8 giờ PM. Ở PM, dạ. Yeah. Thành ra, bởi vì hôm đó chú qua cũng nói thầy muốn mua gì lặt vặt, thầy ra nó mua đủ hết trơn rồi mà nó rẻ. Thì hôm mới mua cái giò nước hôm kia nó 9 đồng mấy, là bên đây rồi. Thì ông thấy không, hãy có tiền là có chuyện xài à. Một cái giò nước rẻ đó mà 9 đồng mấy rồi cái kia nữa. Rồi giờ trong rách rôm biết sao nó nhiễu hoài, nó chưa biết cách sửa nè. Nhiễu rôm chưa bị ra. Nga không biết, mình nhận xét rồi mà cứ cái chỗ vào nước nó cứ hồi nhiễu giọt, hồi nhiễu giọt, hồi nhiễu giọt. Lấy thử, lấy cái ly nó hứng thử á, là 6 tới đồng hồ đầy cái ly. Không đáng. Không đáng, ok. Thầy mua thì phải thay luôn, tại vì trong nó có cái giòn á, cái giòn nó hở. Đó, trong đó cái vòi nước của thầy không biết vòi nào, vòi nóng hay vòi lạnh con không biết. Nhưng mà trong cái giòn đó mình phải tháo ra thay cái giòn đó thôi. Bởi nhỏ lớn không biết làm nhà cho nên nó thiệt dạ. Khổ thiệt. Hay đó là khi đụng vậy nè, rồi mới thấy thiệt tại sao mà ta mướn nhà ta ở sướng hơn có nhà. Mướn nhà kêu chủ nhà nó sửa. Có điều lợi cái chỗ nào ok, để sau nếu thầy bán, dạ. Cái tiền vốn. Đó, thật ra nó khó khăn, còn nhà mình nhà của mình nó hư, không biết sửa trần thân. Mà cũng mới
đó là thành ra cái đi chạy ra cái không có cái thôi xách xe chạy về mà xe xe nó khoái lắm nghe, chạy cái nó đưa cái đầu nó qua bên rồi nó hứng gió vậy nè, gió luôn đang cái luôn. nó không, tôi phát thơ phát phơ cái đầu nó khoái Thôi thì nó lôi thầy cho nó đi vòng cho nó đi vậy chút vậy đó đi, cũng từng đi nghèo. chỗ ấy nó chỗ hồ nước cũng được vậy, để cho hồ nước, để cho vịt ăn chim ăn gì cũng được vậy. Họ nghe nó vụ dịch bệnh tiếp nữa thành ra là mày cũng sẽ sợ sợ có không nghe nói dịch bệnh nó cũng bắt đầu nó phát sinh bên Cali thì có không biết bệnh Covid Mà thứ bây hai giờ á. nó để cầu mong yêu cầu người ta đi check cho đủ 70% là miễn. Ôi thế tôi nên là này Dạ, xài người đâu ta có đang dám đi đi. đâu đâu. Dạ, nhiều người ta không chịu đi check. Người ta bảo là cái này là đồ giả không. Check vô thì nó gài cho mình bị nữa. Nó khổ vậy đó thầy. Nên không nói ra được, ông Biden thì Không ông năn nỉ đâu đi. nó có thật chứ cái thuốc mà đằng này chích đó thì đằng này nghiên cứu đó, thì chắc nó có làm cái chất gọi là giống như cái chất cá gì đó có cái một cái cá gì đó khi đi đi tiểu tiện tiểu nghe cái mùi giống như là mùi cá gì đó Nè, còn mà thầy có đau gì không? dạ không Không đau gì từ hôm trước giờ là thầy thì bị nó cái gì có chưa? ta không nhớ thôi nhớ nó ê ê nhưng mà hết rồi giờ hết rồi hai bữa sau nó mới ê Vậy đó nhưng mà thầy. chưa chắc gì á là tại chích thuốc ê mà tại vì về cái đó làm quá trời 2 ngày liên tiếp nó cho trời mưa đó Rồi nó cũng quen đi thầy, nhưng mà thôi, ít ra 60-70% thầy mới nhớ mới được. không Thầy đi vậy mà đâu? như vậy thì các vị tới thăm mình họ cũng không có ngượng ngùng Còn bởi vì mấy người đó có chích chồng mình chết chung hết mình rồi không? ai cũng chết hết Sao rồi thầy biết? không mấy cô mà xuống chết là biết rồi mấy Không, cô chỉ nói như mấy người nào đến thăm này chứ khác chưa này chết chết sao? hết rồi tất cả phật tử đều nói vậy thôi chứ người Việt mình sợ tới bộ đội chết hết rồi nói vậy thôi chứ người Việt mình chết gần hơi chết hết đó. Chỉ có lâu thôi là cái gánh Mỹ gì đó mà nó chống lại thôi chứ còn thật ra người Việt mình nói thôi chứ thiệt ông đó, sợ chết thấy bộ đội Đó, thì con hỏi này hết chứ thầy đến đây thì không biết người ta làm sao nữa. Người trơn ta nói vậy chứ thầy biết làm sao đó, nhưng mà thôi chắc anh thầy chắc anh nhất. chết Ok thầy chết cũng hết cảm rồi thấy thân thầy trước đây ông, có ai đụng gì thầy có bị dính gì nữa thầy không đến chết. Còn nói thật thầy nghe Thấy là không, cái gì ly này ông bỏ tôi lượm là tôi muốn uống nước rồi thấy không, được nè thấy không? Đó. Nó được cái sạch sẽ này nè, nó có cái nắp đậy nè. Nhớ hồi xưa ở quê lượm đi đi ra chợ được cái gì mà nó bán đồ có cái hộp bằng mũ hay bằng bằng gì mừng thấy mồ đi uống nước giờ giờ đủ hết trơn cái thành ra Đi chứ bên Việt đem Nam đi mới đi dùng. rượu ve chai, thầy không biết ở Việt Nam À, cái nghề nhưng rượu ve Mỹ hồi chai. xưa thử coi được cái ly gì nè đựng nước đi học mừng thấy mồ nè thời của tôi á nghe còn cái thời ông còn khổ hơn nữa bị thời xa xưa thời Pháp khổ hơn nữa thời nào mà được cái ly gì mà đựng nước đi học là mừng lắm thầy nói vậy tôi đố giáo dục đâu kiểu uống nào hư dục Thì nó để có cái vậy cái đi rửa là có gì đâu cực có gì đâu. Nhưng mà có điều người ta sợ vi trùng lây, để lâu nó lây vi trùng người ta vậy thôi. ồ mình Rồi rửa đó cho nó kỹ lưỡng ở Mỹ này nó thật sự ra tốt lắm rồi, nó đó xài tốt nước lắm. từ cái nước cung tên cho tới nước cung tên mà có nước nóng nữa tẩy hết rồi còn gì vi trùng chưa kể cả bao nhiêu cái hóa chất xịt 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 cái gì nó cũng bay hết trơn rồi chỉ có con người ở dơ thôi chứ không có gì. Như Việt Nam uống nước lu không mà phải biết nước mưa rồi cho tí phèn vô lại lắng 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 múc lên uống hết này loang quăng Không bên ai, cạnh nước ấy. mưa thì có phèn, nước sông mới lóng phèn nhưng nước mưa đâu có lóng phèn. Nhưng mà điều ở vợ quê ấy, chứ còn Sài Gòn đâu có thời thời mưa đó được. Sài Gòn xe nhiều quá đó, khói nó lên không uống nước mưa. Các thành phố lớn rồi đâu uống nước mưa nó được. Mưa Thế là sao bệnh vậy? ung thư chết á. Tại vì cái khói xe đó nó Bị lên thì ô nó nhiễm à? ô nhiễm gọi là từng khí ô nhiễm khí ozone gì đó. Không giờ cũng hiện đại quá rồi. Tại vì là hủ qua đây lâu rồi không thấy chứ giờ đúng ra thì theo lần này thì cũng 10 năm rồi nhưng mà trước khi lần này qua thì đang đào nó cũng thay đổi hết rồi cũng không đến nỗi cực khổ như ngày xưa đâu còn ví dụ như hồi nhỏ rồi có biết ví dụ hồi nhỏ nhớ đi chơi với mấy người anh của cậu á đi canh lúa đi giữ lúa đó lúa cắt rồi chứ thì ủa đổ hả lấy thêm giấy cái đi lấy nước đỏ còn miếng à còn miếng rớt còn Dạ dạ miếng còn còn à, cái lấy nước cái lấy cục phèn lóc thì có
mà lúc khác rồi á trời, thiệt ông ơi, cái gì nhịn ăn được cái nhịn khác sao chịu nổi, nhịn khác rồi nước lỗ chân trâu rồi bốc uống hết đó chứ. Cái gì cũng uống hết, con nói thầy nghe, cái gì cũng uống hết. Nhịn khác rồi uống má. Nhưng mà hồi xưa theo như mình biết thì cái thời ông bà xưa đâu có xài quá chất như bây giờ. Cho nên cái nước dưới ruộng á, nước lỗ chân trâu là nước trời mưa nó sạch lắm á. Bây giờ thí dụ như ông thấy không, một năm làm lúa hay cái gì mà cứ xịt bao nhiêu thuốc độc hại giờ sao dám uống. Tới mức độ mà con đĩa mà còn sống không nổi, con đĩa là sống dai nhất mà sống không nổi thì còn con người sao sống. Ôi đĩa cũng chết luôn đấy hả? Đĩa bây giờ đĩa nó sao không nổi thì không có con gì sống nổi trên đó. Tại tôi đến nó mua đĩa. Tao nói chứ nó mua bao nhiêu. Không biết đĩa là cỡ gì nó cũng không chết hết trơn á. Nó ghê, đốt rồi mà nó cũng cái trò nó cũng ra con đĩa con nữa. Nó ghê lắm mà vậy nó, mà nó bảo là có thời kỳ là tụi tàu có chạy sang nó mua đó. Thì nó đồn thôi chứ mua bao nhiêu. Đừng nó phá nợ cái đó, chứ tao còn nhiêu đĩa đâu mà có bán nữa. Xịt chết hết trơn rồi. Rồi chỉ còn qua chăng là ở tuốt ở trong rừng U Minh hay là tuốt ở rừng đa. Ôi, rừng rừng thì đó thì quả chăng nó chứ còn ngoài nó chết hết rồi. Sáng là tôi đọc cái bài nè, người đọc mà chưa thuộc ngồi chép lại học nè, hay quá. Đâu có nghĩ nghe ông Tốn Như là ông Nguyễn Du mà khi mà ông đi qua bên Trung Quốc á, qua Trung Quốc khi mà tới cái này là đạo hay nghe. Bởi vì mình thấy cái cụ Nguyễn Du hồi xưa tưởng đâu là cụ chỉ nghiên cứu đạo Phật sơ sơ thôi, ai ngờ ổng là người đi tu nữa. Có một giai đoạn đi tu nữa, ông mới đi qua bên Trung Quốc, ông mới chắc đi sứ à, đưa tới thăm cái chỗ mà cái núi gọi là thạch kinh của ông thái tử mà sau là vua đó, Lương Chiêu Minh á. Tại vì Lương Gió Đế là ông cha, thì truyền nói ngôi là Lương Chiêu Minh là ông con. Hai cha con ông này thì một lòng coi như là kính trọng Phật, nhưng mà thật ra hai ông thì giỏi thì có giỏi, công nhận là thật sự Lương Gió Đế tôi cũng từng khen, ông dám viết ra cái cuốn của Lương Hoàng Sáu lên cho mấy ông thầy bây giờ tụng kinh thì đâu có vừa đâu. Lương Hoàng Sáu ông viết ra chứ đừng nói thường hoàng thượng nào viết ra, cha Lương Gió Đế viết đó. Luôn cả vấn đề mà ăn chay trường nè cũng Lương Gió Đế đó. Hồi đó tôi kỳ tôi nói mà cái người đó nghiên cứu nó chửi tôi, nói tôi nói vậy tôi bôi phát với ông Lương Gió Đế bắt buộc cái thầy tôi nghe nghe trường á. Nên tôi nói nhiều lần rồi mà ông ra cái chiếu mà ông sai trước kia chứ không, trước khi ông ăn chay trường ăn chay nó thẳng là trước khi ông có vụ chay lạc gì hết trơn á. Từ thời đó ông Lương Gió Đế có ngày giờ năm tháng đâu, giờ tự nhiên đang nói là không nhớ kỹ ngày giờ năm tháng nha. Và Dư Lương cũng ra cái chiếu đàng hoàng á, mà ngài đủ cái gọi là tệ mẫn á, chứ còn chưa đạt tới trí tuệ. Tệ mẫn là ông gọi là thông minh á, ông biết có tình có lý lắm, chứ không phải mà ông biết cái ông muốn ra lệnh là ra đâu. Mà giống như lúc đó là Nguyên Đế ông nuôi mà, Tăng Ly ông nuôi hết mà, ông mới có quyền ra lệnh. Giống như trẫm cái bài đó hay lắm, giờ tự nhiên nói là tôi quên nghe không, rồi tôi giảng rõ ràng trong Kinh Pháp Bảo Đàng lắm á. Mà có bởi vì cho nên cuộc đời này á, mình nói thật á, thì có mấy người nó không tin. Thế ra là cái gì mà nó mà bảo ảo nó tin chứ nó thật nó không tin. Bởi vì họ cứ nghĩ là cái ăn chay thì nó từ ngàn xưa. Họ không chấp nhận, họ nghĩ là mình nói vậy là mình có ý gì đây không phải. Nhưng mà thật sự là từ thời Vua Lương Gió Đế đó. Thì ổng nói cũng hay thôi thì đã Phật nó là tất cả, giống như nội dung ông nói trong cái chiếu thư đó, là Phật nó tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thì thôi mình ăn thịt chúng sanh thì cũng như mình ăn vị Phật được, kia ông kêu gọi đó thôi. Giờ trẫm nuôi Tăng Ni, xin Tăng Ni cũng một lòng mình nhớ nghĩ ơn đức của Phật, thọ giới Bồ Tát rồi thì phải trường trai giới sát như vậy đó. Thì đó là cái chiếu văn, nhưng mà cái lời tha thiết mà nói đúng.
chứ không phải nói vậy là nói ông nói sai nha, ông nói đúng thì thôi. Có ngày giờ năm tháng đàng hoàng tự nhiên đang nói thôi, ông đừng hỏi tôi quên, tôi nói không trúng người ta cười, nói đâu phải cho trúng. Thì trở lại vấn đề thì ông Nguyễn Đế á, ông một lòng coi như là ông tin tưởng mà, thậm chí là ông cũng muốn ông cái tấm một lòng ông á cũng có hơi cao, là ông muốn là coi như là ông có thể là kinh sách là ông dựng bút lại đó, nghe không, gọi là coi như dựng bút cho tới đời con của ông cũng như vậy luôn, là ông Lương Chí Minh cũng như vậy nữa. Thành ra ông Lương Chí Minh ông mới dịch giải, ông sửa cái bộ kinh Kim Cang á, kinh Kim Cang ông mới coi như là ông mới cho khắc ở trên đá đó, khắc ở trên núi đá nguyên cái bộ kinh Kim Cang người đó ông tôn thờ. Mà ông nguyên cái bộ kinh Cang ông chia ra làm 32 đoạn. Ông ý ở ta đây cũng muốn làm mới, mà cái là người nào cũng muốn làm mới, chia làm 32 đoạn để là thể hiện cái tôi của ta là quân chủ vậy. Bây giờ ta bộ kinh này ta chú giải là 32 đoạn khắc trên đá để thờ nha. Mà đây là Lương Chiêu Minh nè. Rồi cho tới khi mà ông Nguyễn Du mình á đi sang bên đó đó, thì ông nghe cho nên Nguyễn Du mới tới để tham quan, nhưng mà giờ nó rêu phong rồi, nó rêu phong phủ kính tại cái thời đó là thời Lương thì trước cái thời Đường, ông nhớ thời Lương cái đấy trước thời Đường mà, nó cho nên nó rêu phong, nó còn chỉ còn cỏ nó chằng chịt và còn thấy cái chữ là thạch kinh thôi, ý nó là không còn thấy gì đó, gọi là mờ luôn mờ á. Thì cái bài thơ ông viết dài lắm nè, mà tôi chỉ tâm đắc có mấy câu thôi nghe, tôi in ra mà tôi học chưa thuộc nè. Tôi tâm đắc mấy câu á, cái là để đọc hết đi, là tôi tâm đắc câu nào tôi nói nghe là hay lắm nè. Mắt giảng sự không truyền Lương Thái Tử, Thái Tử niên thiếu nịch văn. Vãng sự không truyền Lương Thái Tử là vãng sự đây là có nghĩa là tôi nghe đó, vãng sự là tôi nghe cái sự việc đó, chứ vãng này nó là vãng tích, tôi nói vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp á. Dạ không, vãng là tôi nghe văn vãng trong tay, là tôi từng nghe văn vãng, cho nên bởi chữ Hán nó nhiều cái phải hiểu vậy đó, hiểu thoáng vậy đó. Vãng sự không truyền Lương Thái Tử là tôi nghe nó đi trong khoảng không đó, ý là truyền bị với nhau bằng cái gió nè, mà tôi nghe trong khoảng không đó có truyền cho tới là nghe đời của nhà Thái Tử nhà Lương nha. Thái Tử niên thiếu nịch văn là không hiểu rồi, là cái Thái Tử còn trẻ gì, niên thiếu Thái Tử mà còn trẻ mà nịch văn, nịch đây là trầm nịch đó, là sở thích đó. Tôi thường nói là trầm nịch là anh bị cái đó nó cuốn hút á, thì nịch văn là Thái Tử bị cuốn hút, là anh Thái Tử được thích cái văn chương, cái chữ nịch thấy không. Cưỡng tác giải sự đổ mắt vậy đó, cưỡng tác giải sự đổ phân phân, Phật bản thì không bất trước vật, là cưỡng bài, cưỡng tác là muốn làm tác giả đó, cưỡng tác giải sự là ông coi như là ông cố gắng, ông cực, ông tỏ vẻ ta đây đó, mà ông để giải ra để ông phân phân á, là chia là 32 đoạn đó, phân chia đó là tôi nói nãy là kinh Kim Cang chia là 32 đoạn đó. Cưỡng bài chú giải đổ phân phân, chữ đổ đây là đổ bỏ nghe, ông dám chơi vậy đó, là cưỡng bài chú giải mà thêm lộn xộn lào xào ở đâu đó, người du mà chơi ghê không, này cũng thua gì ông gì hồi xưa mà đi xứ đó. Dạ mà anh chi, Phật bản thì không bất trước vật, Phật vốn là không thì không trước vật, có gì mà anh đem khắc núi đá, anh chia ra rồi khắc núi đá vậy, Phật là không mà, nói Phật bản, Phật gốc là thị không, bất trước vật. Hà hữu đồ kinh an dụng phân, Phật vốn là không, không một vật, thì vậy
Vậy có kinh đâu mà để anh đặt anh chia? Nghe chưa? Nguyễn Du nhà ta đó, tôi đâu có bài được, tôi tá quả đâu. Tôi bảo tôi không ngờ là Nguyễn Du anh hùng tới mức độ dám bài bác một cái điển tích hay mà hay, nó viết đúng chân lý rồi nha. Đó. Phật vốn là không, không một vật, thì vậy kinh đâu mà để anh đặt anh chia. Đó, thấy ghê không? Là gọi là à, Hà Hữu Hồ Kinh An Dụng Phân. Anh lấy đâu mà anh dùng để anh phân chia đó. Hà Hữu á, linh văn bất tự, ngôn ngữ khoa, thục vi kim cương, vi pháp hoa, văn linh nào nào có nơi ngôn ngữ, là cái phật tánh nó nào nó ở nơi ngôn ngữ đâu, phải không? Văn linh mà hai thì cái người dịch mình phải dịch thẳng thì chữ văn linh là cái nghe, cái tánh nghe đó là phật tánh. Cái gì phật tánh nào có trong ngôn ngữ? Nó thuộc vi kim cương vi pháp hoa. Kim cương pháp hoa là kinh gì? Chứ bài giải nó không có là kinh gì hết, hỏi Nguyễn Du nè, để tôi coi mà tôi lại ổng á. Kim cương pháp hoa là kinh gì? Sắc không cảnh giới mang bất ngộ. Bây giờ chỗ này là tôi tâm đắc là sắc không cảnh giới mang bất ngộ. Suy si... câu đó mà mang là gì? Dạ. Yeah. Sắc không cảnh giới mang là gì? Mang bất ngộ là cái gì? Chữ mang là mang nghĩa là gì? Mang hay là mang mang là nó mờ mờ mịt mịt đó, không có tỏ rõ đó. Là mang mang về. Dạ mang mang, dạ mang mang đó. Mang chữ mang này là gọi là nó gần như cái nghĩa là mờ mờ ảo ảo á. Mang là mờ mờ ảo ảo, đúng rồi. Sắc không cảnh giới mang bất ngộ, si tâm quy Phật, Phật tánh mang. Nguyễn Du viết. Phật tánh gì? Phật tánh gì? Hả? Si tâm, si tâm si Phật. Tri tâm chi Phật. Xong, si tâm quy Phật, Phật sinh ma. Ồ, Phật sinh ma hả? Ừ. Chứ không phải sinh ma hả? Không, sinh ma. Đó, si tâm quy Phật, Phật sinh ma. Cái tâm anh đó mà mờ tối mà anh theo Phật á thì Phật của tôi thành ma. Ghê chưa, trời, cái bài Nguyễn Du viết đó. Rồi, ai dám cãi không? Không phải nói Nguyễn, ông phải nói ông tiên sinh hay là ông, nhưng mà ông ngộ cái gì mới viết cái câu đó đó. Sắc không cảnh giới mang bất ngộ, mà si tâm quy Phật, Phật si, Phật sanh ma. Suy e quy. Si tâm có nghĩa là si tâm à, si mê. Dạ si mê đó, dạ, cái tâm mà mê mà theo Phật đó. Dạ, si tâm quy Phật chứ quy là theo là dạ, quay về đó. Dạ. Si tâm mà quay về với Phật thì Phật sanh ma. Đúng. Được không? Đúng. Tại mà theo Phật bằng cái tâm mê như vậy thì đúng là Phật thành ma. À, si tâm với Phật là nhất đấy, nhất môn đó. Cái câu tuyệt vời, tôi đọc hai câu là tôi khiếp đảm luôn. Đúng, đúng là sắc không cảnh giới mang bất ngộ, anh mà chưa có tỏ rõ được cái cảnh giới sắc không á thì anh có là một lòng mà theo Phật, Phật thành ma. Câu tuyệt vời không? Đúng. Một lòng cái lòng của anh mà có theo Phật đi chăng nữa Phật cũng thành ma. Đúng rồi, à, Nguyễn Du ơi là Nguyễn Du, tôi nói hai câu đó cái bài này tôi thích hai câu này nhất. Cả cảnh sắc không cảnh giới mang bất ngộ. Dạ. Sắc không cảnh giới mà anh mờ mờ mịt mịt, anh không có tỏ rõ được á thì si tâm, đọc cái bắt là si á, si tâm, si tâm quy Phật. Dạ. Phật sinh ma. Tâm thầy còn si mê như vậy mà thầy có theo Phật thì nó Phật thầy ma. Còn đỡ đúng không? Tôi chỉ tao đắc hai câu đó. Câu đó là hay nhất đó thầy. Con không biết từ sao nhưng mà không ngờ con chưa bật bao giờ. Con chưa bao giờ bài này. Tình cờ tôi mò mò lên trên mạng tôi đọc. Như ông mà Nguyễn Du lại còn có cái bài này nữa. Con biết là còn nhiều bài nữa rồi, cuối cùng còn cái bài mà cuối cùng ông mới về nước á. Ông mới đọc, ông mới về mới mò vô tìm hiểu cái bộ kinh Kim Cang, tại vì thời đó bên Tàu thì cứ cắt chữ tổ cứ truyền nhau kinh Kim Cang, cứ cái câu là ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm đó. Ông về nó mới viết bốn câu nè: ngộ đọc kim cương thiên biến linh, tôi có đọc kim cương ngàn dạng biến là ngàn dạng lần đó hen, kỳ trung áo chỉ đa bất minh. Áo chỉ trong kinh cũng không có tỏ nhiều. Nếu mà tôi không tỏ nhiều, tôi không hiểu được cái trí thú trong kinh á. Cập đáo phân minh thạch đài hạ. À, giống như cái ông Thái Tử đó, ông khắc kinh trong cái thạch đài đó, gọi là thạch đông đá đó.
trung tri vô tự thị chân kinh. Chừng nào mà anh hiểu tới mức độ và cuối cùng anh biết vô tự là chân kinh đó, thì lúc đó mới anh là kim cương mắt nhà. Còn anh khắc cho cái 100.000 đá mà anh không tỏ ngộ sắc không, anh si tâm quy Phật thì anh cũng Phật xuống ma. Phật ma, Phật thành ma, đúng là Phật thành ma thì khác nhau có một sợi tơ. Thế nên tôi nói, ủa hồi đó, bởi vì thấy á, tại vì tôi giảng trong truyện Kiều á, thì Nguyễn Du lại kết hợp ba cái tôn giáo, gọi là tam giáo đồng nguyên, Phật, Nho và Khổng. Lão là của, Nho là Khổng, Lão, Phật, Nho, Lão. Cho nên ông thường hay viết cứ là có trời mà cũng tại ta, hay là bắt phong trần phải phong trần. Rồi nó kết hợp thì tôi không chịu, ví dụ mà đặt cái kia quá hay rồi, nhân quả thì đối với... Tại sao tôi coi cái này? Vì tối thì hôm thứ Chủ nhật, tôi nói thôi ngày Chủ nhật mình tưới cây rồi nghỉ sớm, qua mấy bà cũng chơi cũng lâu đủ về. Nói thôi mấy cô về, nó có hai lý do là nóng quá. Thứ hai nữa thôi mấy cô đi xa thì về sớm cho nó khỏe nghỉ ngơi, thứ hai đi làm. Thứ ba nữa mà nói chuyện nói rồi hết chuyện, nói chuyện người ta tôi sợ vậy đó. Thành ra tôi nói chuyện tiếng hơn tiếng, ngồi thiền 15 phút về tụng bài kinh rồi nói chuyện này kia nó hơn tiếng, rồi ăn là cũng hơn tiếng nữa rồi. Thôi về, tôi mới vô trên mạng tôi coi cái, tôi thích coi, tôi bắt cái nhạc quê hương. Tôi thích coi nhạc quê hương, cái bài ca cổ á, mà cái hòa tấu á, sao nó ra cái bộ phim gọi là gì, Thương Phận Con Cá Râu Đồng. Thương Phận Con Cá Râu Đồng mà nó mới chiếu 16 tập à. Và mới 16 tập mà tập 4 mấy phút mà tôi đâu có coi hết, tôi đứng biết phát bây giờ không có coi mỗi ngày. Ví dụ như một tuần mình quyết định ngày Chủ nhật là mình rảnh rỗi chiều á là mình coi gì mình coi quyết thôi, chứ đừng có để nó ghiền, biết không? Coi người ta lỡ coi rồi mới bấm cái coi tới cái là khúc nào mà thấy là si tâm. Coi tới 16 tập. Trời, nó coi nước mắt nước mũi mình nó chảy, thấy nó khổ hết sức khổ, bị nói về cái Râu Đồng mà nói về cái cảnh quê mà xưa. Nhưng mà rồi tôi quán chiếu tôi thấy đúng ra mình thấy khổ thì mình thương. Vào cái bộ phim này cái tác giả viết có người có thật hay không thật thì trần thế này nó cũng có những hoàn cảnh như vậy, khổ vô cùng khổ mấy chị em, từ khi mà cha mẹ chết sớm rồi ở dậy với người gì mà gặp người gì thì thôi coi như bởi vì lo bốn anh chị em mà đủ thứ việc hết trơn nên thôi. Mà mới tới tập 16 cũng ráng coi cho nó hết để từng sau mới coi nữa, chứ khác không có coi mỗi ngày. Vì nó chứ 16 tập coi hết 16 tập, coi tới 11 giờ đi. 11 giờ đi không, cái này cái phim này hay cái nghĩa. Từ đó, từ cái chuyện đó mà nó bắt qua tới cái chuyện Nguyễn Du này nè. Bởi vì nó nhảy lên đó, mình coi đó chứ đâu hay. Cái phim mà bây giờ Việt Nam đóng cái bộ phim Đồng Quê hay lắm, mà nói lực nhân quả hay lắm. Tại vì thấy rõ ràng rồi cái gì nó cũng phải ra cái giá phải trả, nó nhiều cái hay cũng hay. Mấy bộ phim mà phim Đồng Quê vậy nó nhắc nhở con người hỉ nộ ai cụ ái ố dục cũng hay. Thật ra mình thấy cái người ta nói đó, đạo Phật là lấy từ bi và trí tuệ để diệt trừ cái tham sân si thì mình có thấy cái vô ngã được. Mà còn nghĩ hoài câu đó không phải từ bi trí tuệ, giới định tuệ với diệt trừ tham sân si. Thầy mới đầu mà thầy giới định tuệ là con không biết cái gì, thầy cho nó giới định tuệ cái gì. Con chỉ biết là người ta nói đó, từ bi và trí tuệ thì sẽ diệt được cái tham sân si. Ông không có giới định tuệ sao có từ bi có trí tuệ được, phải giới định tuệ với diệt tham sân si. Bởi vì nó cái căn bản. Còn bây giờ ông không có giới định tuệ thì ông không có nói trí tuệ. Phải giới định tuệ rồi mới có gọi là mấy gọi mới gom lại mới từ bi trí tuệ bước đầu vậy đó. Cái đó là đạo hữu nói, là nói ông thầy nào nói nó tắt á. Bởi vì nó ba cái tham sân si thì phải có giới định tuệ, nó ba cái này nó mới trừ được ba cái kia. Thế mà sao ông lại nói là từ bi có thể diệt tham sân si này? Từ bi có thể diệt nó tắt. Nó tắt không được, nó phải có căn bản ban đầu.
Bởi vì khi có giới định tệ thì còn còn tự nhiên mà nhảy tắt đâu được đâu, mình giờ đâu tự nhiên một bước là nhảy tới trời được. Giờ mấy thầy giờ chơi cứ lấy phủ đầu Phật tử nó tắt vậy để cho Phật tử. Sáng nay giống như có Phật tử hỏi tôi, ông Tịnh Không nói tu thiền như thỏ một sừng đó. Tôi nói cái dạ nó bậy. Chửi à, rồi hòa thượng mà nó bậy cũng chửi như thường à. Đâu phải tất cả pháp môn tu tịnh nó cũng là trở về thiền. Tịnh nó cũng là thiền đó, chứ đâu phải là tịnh là anh không thiền mới tịnh đâu. Tịnh là thiền là tịnh đó. Cho nên nó dầu tu pháp môn gì đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải lắng tâm hết trơn, nó là thiền chứ gì. Cho nên ông nói vậy là ông không biết chữ thiền là gì, ông mới nó mới nói bậy vậy đó. Chứ mà tôi nói giải pháp không này mấy chục năm trước tôi nể phục lắm mà. Mà mấy chục năm sau này làm như tẩu quả nhập ma, niệm bậy bạ tẩu quả nhập ma. Rồi nó tưởng tượng. Nó trở lại thì nó nói đầu nghe nó có đầu có đuôi. Giống như thí dụ như nói chỗ chữ nãy nó si tâm quy Phật thì Phật sinh ma đó. Tại vì cái thế giới này đại đa số là chúng ta đang sống trong cõi mộng, đúng không? Si đó này. Là si đó, cõi mộng. Thành ra mạnh ai nấy mộng. Yeah. Ví dụ như ngủ một cái phòng cho 5 người đi. Yeah. Nhưng mà mộng cũng không giống nhau. Yeah. Có người thì thấy mộng thấy bị đá đè, dạ. Có người thì bị cọp rửa, dạ. Có người thì mộng thấy được người yêu hôn, dạ. Có người thì mộng thấy được ăn ngon, có người 5 người ngủ một phòng nhưng mà 5 cái mộng khác nhau. Thành ra đó, cho nên đó, vì vậy mà chúng sanh đó, thích cái, có thường, có nhiều khi chúng sanh nó thấy cái mộng nó cho là sướng. Thành ra buộc lòng Đức Phật mới nói trong Kinh Kim Cang là nhất thiết hữu duy pháp thì mộng quỷ vào ảnh, đúng không? Thấy cái mộng nó có thiệt, ông thấy mộng là sướng. Mà thật sự nó là mộng, nhưng mà nhiều người thích cái mộng. Tối đi, cho nên thế gian ta nó đêm dài lắm mộng. Hay là thường thường, thí dụ tối ông chúc good night này làm chút mộng đẹp. Tối ngủ mộng đẹp, thấy không? Cho nên tâm lý chúng sanh nó thích cái sướng là cái mộng. Còn Phật là gì? Phật thấy mấy người này đang ngủ la ớ, Phật tỉnh rồi. Cho nên Phật có nhiệm vụ là quèo. Khiều tụi bay dậy, thức tỉnh đi. Đừng có la ớ nữa thôi. Cho nên Phật là có nhiệm vụ, giống như mình nói xin lỗi là Phật là người tỉnh rồi. Phật đánh thức dùng cho kẻ mê. Chứ còn Phật không có làm gì hơn cái này. Đó, thành ra cho nên ý là si tâm quy Phật thì Phật sinh ma là vậy đó. Tôi đọc sáng đọc hay quá. Yeah. Tôi thầy được cái bài đó là hay rồi. Ok, tôi con xin phép thầy. Rồi, tôi cảm đi làm đi. Tôi con đi ngang. Yeah. Vậy rồi. Vậy là thứ sáu mới đi dụ con mắt ha. Dạ. 7 giờ mấy con tới thầy. Ủa sao mà áo chưa có gửi cái mạc thì mới mua áo gì á, áo cũ mà sao chưa gửi cái mạc. Đó, nó dính luôn. Dạ.